tại đó được hai con rồi. Hai gì? Có nắp quán rồi. Con mặt lá mọi người, con mặt lá này. Này tài tài đã bắn được một con mặt lá này này các bạn. Này nó phun cái đen đen rất là nhiều luôn. À, đó con mặt lá này. Cho tài đang gửi con mặt lá này. À, đỏ cho các bạn. Con này hơi nhỏ nha, mấy cứ 2-3 lạng gì à. Nha. Đi tiếp nha các bạn. Wow. Này, wow. Đi tay không bắt được con mực nang rất là bự luôn nè các bạn. Con này chắc tầm 600 gram á. Này, được đi tay không mà lặn bắt được nguyên một con mực nang rất là đã luôn. Để đi nha. Rất là đã luôn các bạn. Này bi nha, bi tay không bắt được một con mực nang rất là bự. Gì ơi? Gì? Tự sạp lại mới được. Tự sạp thôi. Đã tự sạp đi, nó sạp xong. Đây bi với Duy đang lặn bắt con cá nóc. Để sạp cho nó quay cái đầu đây đó. Lại cho tôi ra. Nè mình mới được như đây các bạn, một con cá nóc bự cho bá nè. Đây dép nha, đây có con mực nang dữ á. Mình lấy dép lên. Nè thấy không, các bạn thấy con mực nang bự không? Mực nang nè. Xuống đây nè. Nè đây tài nè. Tài đang lặn nha. Làm đi. Chưa lên hả? Wow. Đâu tài? Đưa anh coi. Rồi, tập lên. Bốn con lóc á, bốn con á. Ủa con à? Mày mới bên hải bắt con này, con là hai con bên tài, hai con hả? Tại bên tài nó bỏ con đi nữa. Go, lên dép lên. Đó, các bạn. Trời ơi. Không có tài kéo tới anh coi tài. 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 Rồi. Ui, con mú đã chưa? Ui. Tài ơi. Tài bạn. Ngon. Một con mực nang vừa cho bá luôn. Hai con nóc một con mú nữa, con mú ký. Con này hấp mấy em đang bắt thùng lên các bạn. Đây là thành cỏ này, mình đi lên trước rồi. Đây bên em đang bắt thùng lên. Hỏi anh Tài cái nóc còn gì mà kêu nó lặn làm gì đủ mát, cái nóc làm gì cũng sáng ăn luôn. Cái nóc lục da mà. Da nhanh lắm. 5 phút hả? Đây nè. Má này đâu. Má đã mấy đu. Con này mới ngon nè. Muốn không? Nè. Đu. Muốn này hấp công chuyện. Hai con này cũng có ký à. Tới công chuyện luôn. Con này bắn hay là ấy vậy Tài? Tao bắn. Trời ơi. Con bi bự hơn gì nè.
con đùi hơn. Dữ bây giờ ha. Điện chút bụi lên. Nó nhỏ. Này rồi. Nhỏ hơn Tài nữa. Má nó làm cái rồi rồi. Ốc lồ mới. Ốc lồ này luôn. Ốc lồ anh ba. Chó trên bờ bắt không chứ đâu. Ủa, má tẩy con. Ủa sao nãy anh ba nói có con cá gì nữa mà. Cái này hả? Con cá gì vậy? Cá này nè. Mực lá nữa kìa. Được mực lá nữa kìa. Lên làm mồi ra đi mua bia. Nè cầm. Nó lỡ bồm lỡ bia miễn cho luôn. Mới đi lặn lên nè các bạn. Cu đá nè. Đã chưa? Này, hai con mực nang nè. Này, cá mú nè. Má nè, ốc nè các bạn, ốc trinh nữ nè. Là lặn được 2 4 6 7 con ốc trinh nữ. Rồi cua đá nè. Này mực nang nè. Còn để trong tôi làm một con rất là bự nha. Chắc nè. Còn đang hấp hấp con cá mú 1 kg với thêm làm cá nóc. Cá nóc thì để mai ăn, mồi nhiều quá để mai ăn. Mú này chú cách đâm đó. Phải không? Đâm đó, mà hay đó. Phải thích đâm. Mới lần các bạn, lần nãy nha. Cái đã nha.